Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay cần câu cá Khánh Dâu em quay trở lại và giới thiệu chi tiết hơn cho các bác về mẫu sản phẩm của công ty Tác Fishing. Cây cần mang tên là cần Quick Soup với chiều dài là 4m25 và độ cứng là BX cộng. Đấy. Thì như các bác cũng đã biết rồi đấy, thì công ty Tác Fishing cũng là của Khánh Dâu. Và những sản phẩm này thì là những sản phẩm mà Khánh Dâu đặt riêng về để phục vụ cho anh em toàn thị trường miền Bắc. Đấy. Và hôm nay thì cây cần này là độ cứng BX với tầm đánh xa từ 40 đến 70 mét là anh em có thể đánh được với cây cần này. Và sản phẩm của Tác Fishing đó là cần Quick Soup với dàn khuyên K Fuji các bác nhá. Đây các bác xem này, đây là đốt 2 của nó này. Đấy, đây là khuyên Fuji, khuyên K Fuji. Đấy. Và cây cần này được sử dụng cái màu rất là đặc biệt, đó là màu nhũ tím. Đấy, một màu nhũ tím, các bác nhìn thấy cái nước sơn màu ạ. Đấy, nó nhũ tím ấy, nên là các bác nhìn rất là nổi. Nếu mà đây là em đang quay trong nhà nhé, nếu mà các bác ra ngoài hồ các bác ngồi nữa thì cái ánh nhũ tím này nó phát lên thì nhìn rất là đẹp đó. Còn đây là ngọn của nó. Con này thì hiện tại em chỉ có một mình màu này thôi, và độ cứng thì cũng chỉ có một mình độ cứng này thôi. Đấy, đây là khuyên ngọn của nó này, cũng tất cả đều là màu nhũ tím hết đó. Khuyên rất là đẹp luôn nha các bác nhé. Đặt khuyên K to, và đặc biệt là cái đầu bu này em thiết kế nó to hơn bình thường, to hơn bình thường rồi, để cho tất cả các bác có thể chơi dù hay là chơi cước đều rất là ok rồi. Đấy, thì cây cần này thì em cũng review, và hôm nào em sẽ có một buổi cho em thì em test rồi, em đánh rồi. Em với cá nhân em thì khá là ổn, và hôm nay em sẽ cho một đội anh em nữa sử dụng những cây cần này để câu, và cuối buổi sẽ cho anh em cảm nhận, và video em sẽ đăng lên trang của em để các bác tham khảo nhé. Còn đây là cái gốc cần này các bác này. Đấy, thì đây là cái tên của cần là Tác Fishing Quick Soup. Đấy, các bác thấy chưa, 4m25 V cộng. Đấy, cây cần này do em và công ty Tác Fishing đặt sản xuất, nên là cái vật liệu em biết chắc chắn của nó là vật liệu 46T với công nghệ carbon của công nghệ Nhật Bản. Đấy, nên là cái phôi cần này anh em rất là yên tâm về cái vật liệu carbon luôn nhá. Đấy, đây là gốc cần này. Đây là cây cần các bác nhìn không có bát đúng không ạ? Tại vì những cái dòng cần này thì em đặt phục vụ cho tất cả các bác câu lục, nên là đã có những cây em đã hạ bát sẵn và có những cây em không hạ bát. Để ví dụ cây hạ bát sẵn này thì các bác có thể lấy luôn được này, là hạ 30 phân đánh thông thường. Đánh thông thường thì các bác nào gần như là bác nào cũng đánh được đó. Thì còn những cây mà em chưa hạ này, có thể các bác hạ thấp hơn xuống đây để bỏ cua dưới, hay hoặc là cao hơn đây để câu cá tra hay là câu lăng xê gì đó, hay câu ba biển đều sử dụng được. Và cái đó thì em để riêng ra đây để hạ, để cho các bác hai rất là nhiều sự lựa chọn về cây cần này đó, các bác thấy nhá. Tại vì là cái hạ bát của em này nó không nhanh, nó không phải là hạ phát là xong ngay được, mà nó phải hạ mất 12 tiếng chờ khô keo và mấy tiếng bóc bát cuốn chỉ nữa cơ. Đấy, nên là em đã yêu cầu nhà máy vào sẵn luôn. Cái thứ nhất là nó đỡ tốn chi phí thêm cho anh em, và cái thứ hai là nhanh. Đấy, có đồ chơi luôn đó. Vâng, thì đó là sản phẩm Tác Fishing và Quick Soup. Sản phẩm này đang em cũng đã bán cách đây khá lâu rồi, mấy được tháng rồi đấy. Thì anh em đã chơi và sử dụng đều phản hồi rất là tốt, và hôm nay em sẽ cho anh em test thực tế và quay video thì các bác sẽ biết được chi tiết hơn về cây cần đó. Vâng, đấy, thì có thắc mắc gì thêm về sản phẩm Tác Fishing Quick Soup này thì các bác vui lòng liên hệ với em số hotline dưới góc màn hình đây, hoặc là để lại số điện thoại em sẽ liên hệ tư vấn cho các bác nhé. Ok, cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác.